Xin chào các bạn nhỏ, chúng ta lại gặp nhau trong video mới của Học Cùng Con TV. Ngày hôm nay chúng ta cùng ôn tập một số bài tập chính tả và chơi một số trò chơi học tập nhé. Các bạn có thích không nào? Dạng bài thứ nhất sẽ giúp các bạn phân biệt được âm sh và âm s qua một số ví dụ cụ thể. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi có tên là thả tim. Ở đây mình có trái tim màu đỏ chứa âm sh và trái tim màu vàng chứa âm s. Các bạn hãy thả tim đúng vị trí nhé. Thời gian cho mỗi lần thả là 15 giây. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta sẽ tới từ đầu tiên nhé. Các bạn có 15 giây suy nghĩ để trả lời thả tim âm s hay âm s nhé. Giờ các bạn chọn âm s hay âm s nào? À, ở đây chúng ta sẽ sử dụng âm s. Các bạn lắng nghe mình đọc nhé. Chim sẻ. Chim sẻ. Chim sẻ là một loài chim nhỏ có thân tròn trịa, lông màu nâu đen và trắng, đầu tròn và đuôi ngắn các bạn nhé. Từ thứ hai. Các bạn cũng có 15 giây để suy nghĩ và trả lời nhé. Hết giờ rồi các bạn ơi, các bạn chọn âm s hay s nào? À, nếu các bạn chọn âm s là đúng nhé. Chia sẻ. Chia sẻ. Chia sẻ là đồng cảm, yêu thương, san sẻ vật chất hoặc tinh thần với người khác các bạn nhé. Từ thứ ba nào. Các bạn cũng có 15 giây để suy nghĩ và trả lời nhé. Giờ các bạn chọn âm s hay s nào? À, chúng ta sẽ chọn âm s. Sẻ gỗ. Sẻ gỗ. Sẻ gỗ là dùng cơ tay hoặc máy móc để sẻ những tấm gỗ lớn theo yêu cầu sử dụng các bạn nhé. Vậy là chúng ta đã chơi xong trò chơi đầu tiên rồi. Các bạn có vui không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi phân biệt âm l và âm n. Khi nào thì dùng âm L và khi nào thì sử dụng âm N các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chơi trò chơi hái táo. Trên cành có 3 quả táo, bên dưới có một chiếc vỏ. Các bạn chọn âm L và âm N sao cho phù hợp nhé. Và mỗi từ đúng các bạn sẽ hái được một trái táo cho mình nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với từ đầu tiên nhé. Các bạn cũng có 15 giây để suy nghĩ và trả lời. Thời gian bắt đầu. Hết giờ rồi, các bạn chọn âm L hay N nào? À, chiếc lá. Chiếc lá. Một trái táo đã được hái xuống giỏ của các bạn rồi đấy. Chúng ta sang từ thứ hai nhé. Các bạn cũng có 15 giây để suy nghĩ và trả lời. Thời gian bắt đầu. Nào, các bạn lựa chọn âm gì nào? Ánh nắng hay ánh lắng? À, tất nhiên sẽ là ánh nắng. Wow,
Một trái táo nữa đã rơi xuống giỏ rồi. Chúng ta còn một trái nữa, các bạn cố gắng nhé. Từ thứ 3, 15 giây bắt đầu. Hết giờ rồi các bạn ơi. Lo lắng hay lo nắng? À, lo lắng. Lo lắng. Wow, vậy là chúng ta đã hái được đầy đủ 3 trái táo vào giỏ rồi. Các bạn rất là giỏi. Bây giờ chúng ta sẽ ôn tập về cách sử dụng âm chờ và âm chờ nhé. Các bạn hãy cùng chúng mình chơi trò chơi mảnh ghép. Với mỗi mảnh ghép, các bạn hãy tìm từ đúng chính tả để khám phá bí mật đằng sau nhé. Nào, bây giờ, Misa ơi, bạn chọn mảnh ghép nào? Mình chọn mảnh ghép dâu tây. Ồ, nồi cháo hay nồi cháo ta? Các bạn nhỏ ơi, giúp mình với nào? Đúng là nồi cháo. Yeah, chúng ta đã mở được mảnh ghép đầu tiên, để xem đằng sau là gì nhé. Chưa nhìn thấy gì hết. Nấm ơi, bạn chọn mảnh ghép gì? Mình chọn mảnh ghép quả dưa. Ồ, che nắng hay che nắng? Các bạn đã có đáp án chưa? À, chắc phải là che nắng. Che nắng là hành động nên chúng ta cần phải sử dụng âm chờ. Tới lượt bạn bóc nào, bạn chọn mảnh ghép nào? À, mình chọn mảnh ghép quả nho. Bụi che hay bụi che? À, đúng rồi, đó chính là bụi tre. Như vậy, một mảnh ghép nữa lại được mở ra. Chúng ta nhìn thấy một con virus, đúng không nào? À, chúng ta còn một mảnh ghép cuối cùng. Chúng ta cùng lắng nghe mảnh ghép quả cherry. Trèo cây hay trèo cây? À, đó chính là trèo cây. Đây là hành động leo trèo nên chúng ta cần phải sử dụng âm chờ nhé. Vậy là chúng ta đã lần lượt mở được cả 4 mảnh ghép rồi. Đẩy lùi virus corona. Đây là khẩu hiệu thời gian gần đây xuất hiện ở tất cả mọi nơi. Các bạn cũng đã biết về con virus này rồi đúng không nào? Chúng ta hãy cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này nhé. Chúng mình cần phải làm gì nào các bạn nhỉ? À, đầu tiên đó là chúng ta cần phải rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh hoặc trước và sau khi chúng ta chạm vào những đồ vật ở nơi công cộng nhé. Thứ hai, tránh tụ tập nơi đông người. Thứ ba, cần ăn uống đủ chất và ngủ đúng giờ nhé. Và cuối cùng, không đưa tay lên mắt, mũi, miệng các bạn nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video học lần sau nhé.